Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chuyên mục Văn hóa và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyên mục tuần này có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống có chuyên đề về công tác chuẩn bị các điều kiện đón khách du lịch dịp đầu năm mới tại các di tích, điểm du lịch nổi tiếng ở Hưng Yên. Cùng với đó đẩy mạnh các tour du lịch văn hóa trải nghiệm tại di tích để thu hút khách du lịch. Mục Chuyện làng quê là câu chuyện người dân thị trấn Ân Thi tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Mục Nét đẹp xứ Nhãn, mời quý vị cùng tìm hiểu và chiêm ngưỡng nét đẹp của hai di tích quốc gia ở xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu. Thưa quý vị, tỉnh Hưng Yên có số lượng di tích lớn, đây là lợi thế để phát triển du lịch văn hóa. Thực tế những năm qua cho thấy, phần lớn khách du lịch về Hưng Yên vào dịp đầu năm sau Tết Nguyên đán, điểm đến là các di tích nổi tiếng. Chính vì vậy, việc đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường và các điều kiện tốt nhất khác để đón khách du lịch được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và ban quản lý di tích quan tâm và chú trọng. Chuyên đề sau đây sẽ cho thấy cái nhìn toàn cảnh về vấn đề này. Hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán và đầu xuân năm mới, khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, thành phố Hưng Yên thu hút đông du khách từ khắp nơi đến tham quan chiêm bái. Số lượng người đến khu di tích đông, vì vậy công tác quản lý đảm bảo an toàn cho du khách được ban quản lý khu di tích đặt lên hàng đầu và có sự chuẩn bị chu đáo từ đầu tháng Chạp. Ban quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến phối hợp với công an thành phố Hưng Yên tổ chức các lớp huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn cách xử trí và cách sử dụng bình cứu hỏa khi có đám cháy ở trong di tích cho cán bộ nhân viên ban quản lý di tích, nhân viên bảo vệ đang quản lý trông coi các di tích. Lớp tập huấn đã trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, từ đó biết áp dụng vào thực tế khi cần thiết tại di tích. Chúng tôi ở bên ban bảo vệ ở đền Mẫu này thì là đã được bên công an phòng cháy chữa cháy ở tỉnh đã cho chúng tôi tập huấn, chúng tôi đã biết sử dụng hết được các cái công thức của phòng cháy chữa cháy của đền rồi. Trong các di tích đều được bổ sung các bình chữa cháy mới đặt tại những vị trí dễ thấy, dễ lấy, đồng thời nhiều thùng nước cứu hỏa đặt ở gần nơi thờ tự. Về phương án đảm bảo an ninh, ngoài duy trì đội bảo vệ thường trực tại di tích, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến còn phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Hưng Yên để có phương án đảm bảo an ninh một cách tốt nhất. Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến đã phối hợp với Công an phường rồi Tổ bảo vệ dân phố của các phường xã trên địa bàn thành phố có di tích đóng tại trên địa bàn, thường xuyên có mặt tại di tích để phát hiện những cái hiện tượng mất an ninh trật tự tại di tích để có tình huống xử lý kịp thời, nâng cao cái công tác dọn dẹp vệ sinh, quán xuyến các công việc để đảm bảo di tích luôn luôn được sạch sẽ, gọn gàng để đón tiếp du khách trong dịp đầu xuân. Đến thời điểm này, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến đã có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt, sẵn sàng đón du khách thập phương về tham quan chiêm bái, an toàn văn minh và có ấn tượng đẹp về khu di tích. Tại các di tích, điểm du lịch khác cũng đang chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đón khách du lịch vào dịp đầu năm. Ghi nhận của phóng viên tại Đền Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu và Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Đậu An, huyện Tiên Lữ. Di tích quốc gia Đền Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu là một trong những điểm tham quan của khách du lịch trong tour du lịch sông Hồng từ Hà Nội về Hưng Yên. Đền Đa Hòa được du khách ưa thích bởi không gian đẹp, nhiều hạng mục di tích gắn với truyền thuyết về Đức Thánh Trừ Đồng Tử và Công Chúa Tiên Dung. Ngay sau Tết Dương lịch, Ban Quản lý Di tích Đền Đa Hòa đã bắt tay vào chuẩn bị công tác đón khách trong dịp Tết và đầu năm mới. Ngay ở đầu lối vào di tích, chính quyền xã Bình Minh trao một bảng lớn quy định về ứng xử văn hóa tại di tích. Hệ thống camera trong khuôn viên đền cũng được bảo trì và thay thế mới một số mắt camera, đảm bảo hệ thống camera hoạt động ổn định và theo dõi được tất cả các khu vực quan trọng trong đền. Về phòng cháy chữa cháy, Ban Quản lý Di tích bố trí 20 vị trí đặt bình chữa cháy và tiêu lệnh chữa cháy. Dự kiến cái lượng khách mà đón mỗi ngày trong cái dịp Tết là khoảng dự kiến là khoảng trên 1.000 lượt khách mỗi ngày. Thì để đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu chiêm bái cho du khách thì Ban Quản lý Di tích chúng tôi thì từ trước Tết Dương lịch chúng tôi cũng đã họp triển khai phân công nhiệm vụ cho từng các thành viên. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và sắp xếp nơi để xe phục vụ du khách thì chúng tôi cũng được ưu tiên hàng đầu. Tại di tích quốc gia đặc biệt đền Đậu An, một điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Hưng Yên cũng đang hoàn tất công tác chuẩn bị để đón khách vào dịp năm mới.
Ban quản lý di tích tiến hành dọn dẹp chỉnh trang khuôn viên đền, tiến hành bao sái nơi thờ tự và hai bảo vật quốc gia trong đền. Chính quyền xã An Viên thành lập tổ an ninh trật tự luôn thường trực tại đền Đậu An, đảm bảo trật tự và an toàn tại di tích. Lập kế hoạch phân công cụ thể cho tổ bảo vệ và phối hợp với công an xã là khâm trực 24/24 tiếng để đảm bảo cái an ninh trật tự cho du khách cũng như đảm bảo cái cơ sở vật chất để an toàn cho di tích. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2023, tỉnh Hưng Yên thu hút trên 900.000 khách du lịch, đa số lượng khách đến vào dịp đầu năm tham quan chiêm bái tại các di tích. Chính vì vậy, những tháng đầu năm sau Tết Nguyên đán là thời điểm vàng để Hưng Yên kích cầu du lịch. Sở Văn hóa Giao du lịch cũng đã thành lập các đoàn thanh tra cũng như là cùng với phối hợp địa phương để chuẩn bị các cái điều kiện, ví dụ như là về cơ sở vật chất, về hạ tầng du lịch, về môi trường, về các cái điều kiện khác, ví dụ như bãi đỗ xe, cũng như là chuẩn bị các cái điều kiện tốt nhất để đảm bảo một cái mùa lễ hội và một cái mùa xuân du khách đến với Yên cảm thấy là được bình an. Bên cạnh công tác chuẩn bị về mọi mặt để đón khách du lịch, ngành du lịch cùng các công ty lữ hành đang có những biện pháp đẩy mạnh khai thác các tour du lịch văn hóa tại các di tích, điểm tham quan nổi tiếng ở Hưng Yên. Sau đây là tour du lịch trải nghiệm tại Làng Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm. Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên tổ chức đánh giá mô hình du lịch trải nghiệm nông thôn, làng nghề và các di tích tại xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm. Trong thời gian một ngày, tour du lịch đưa các nhà khoa học, đại diện công ty lữ hành du lịch trải nghiệm không gian văn hóa Bắc Bộ ở Làng Nôm. Đoàn tham quan tìm hiểu tại chùa Nôm, một ngôi chùa cổ còn lưu giữ được nhiều pho tượng cổ bằng đất có giá trị về mặt lịch sử và mỹ thuật Phật giáo. Chùa Nôm là một trong những điểm du lịch văn hóa thu hút nhiều khách du lịch bởi không gian cổ kính, nhiều điểm tham quan check-in. Bên cạnh đó, đoàn tham quan tìm hiểu các công trình cổ tại Làng Nôm như cổng làng, cầu đá, nhà thờ họ, nhà cổ, đình Tam Tăng. Các thành viên trong đoàn đánh giá đây là tour du lịch hấp dẫn, đa dạng sản phẩm du lịch, điểm tham quan và trải nghiệm ấn tượng. Không gian Làng Nôm, chùa Nôm và những cái dấu ấn của di tích gắn với lại văn hóa tâm linh, gắn với lại tôn giáo tín ngưỡng và gắn với lại những cái không gian văn hóa cổ của Làng Nôm thực sự là hết sức ấn tượng với tôi. Trải nghiệm của du khách khi đến với lại Làng Nôm sẽ rất là ý nghĩa nếu như chúng ta làm tốt những cái sản phẩm du lịch để chúng ta đạt được những cái sản phẩm du lịch một cách tốt nhất. Và với cái chương trình một ngày hoặc là chương trình hai ngày một đêm thì chắc chắn là chúng ta có thể tạo lập được một cái sản phẩm du lịch thú vị mà không phải nhiều nơi có được. Ngoài tham quan các di tích tại Làng Nôm, tour du lịch còn mang đến cho khách du lịch những trải nghiệm thú vị trong không gian làng quê như trực tiếp xem làm và thưởng thức các đặc sản của địa phương, chơi trò chơi dân gian tại sân đình, nghe hát ca trù chống quân trong không gian đình Tam Giang, tham quan trải nghiệm tại làng nghề đúc đồng Lộng Thượng, xã Đại Đồng, tìm hiểu quy trình đúc đồng và chiêm ngưỡng các sản phẩm của làng nghề. Sau Tết Nguyên đán, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hưng Yên sẽ phối hợp với các đơn vị lữ hành du lịch tổ chức thường xuyên các tour du lịch này. Là một đơn vị lữ hành của tỉnh đã tổ chức các tour, đó là tour trải nghiệm thực tế ở chùa Lôm, Làng Lôm, xã Đại Đồng. Đây là một điểm đến hứa hẹn sẽ thu hút được rất nhiều khách trong cái dịp Tết Nguyên đán chuẩn bị tới đây ạ. Với những sự chuẩn bị chu đáo cùng với các giải pháp cụ thể của ngành du lịch và chính quyền địa phương để đón đầu khách du lịch, nhất là loại hình du lịch văn hóa tham quan di tích dịp đầu năm, tin tưởng rằng du lịch Hưng Yên sẽ khởi sắc trong năm 2024. Thưa quý vị, hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, người dân ở thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi bằng những việc làm khác nhau phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Sau khi biết tin công an thị trấn Ân Thi tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ, anh Lương Ngọc My Lan đã đến trụ sở công an thị trấn nộp một khẩu súng hơi để đảm bảo an toàn và tránh gây nguy hiểm cho người khác. Em có nhặt được một khẩu súng thì là trước đấy thì mấy hôm cũng có nghe thấy đài truyền thanh của công an thị trấn về việc giao nộp vũ khí, vì nhặt cũng không biết nó nguồn gốc từ đâu mà có liên quan gì đến có cái vụ án nào không, thì là em chủ động em đến mang công an thị trấn để em giao nộp.
Công an thị trấn Ân Thi đã thành lập 8 tổ liên gia tự quản về phòng cháy chữa cháy, mỗi tổ từ 7 đến 15 gia đình, chủ yếu là những hộ kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. Tham gia vào tổ liên gia, các gia đình được công an thị trấn hướng dẫn trang bị các dụng cụ báo cháy, dụng cụ chữa cháy và cung cấp các kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy. Gia đình tôi là kinh doanh mà cái vấn đề an toàn là trên hết, cho nên là tôi thực hiện đầy đủ. Tổ liên gia của chúng tôi người ta thực hiện hết tốt cho mọi người, mọi nhà để đảm bảo an toàn. Thị trấn Ân Thi có 6 thôn và 5 phố với hơn 3.000 hộ dân, mật độ kinh doanh buôn bán đông. Thị trấn đã thành lập 11 tổ tự quản về an ninh trật tự với nòng cốt là lực lượng dân phòng, đoàn thanh niên phối hợp với lực lượng công an chính quy làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Thời điểm cận Tết Nguyên đán, các tổ an ninh tự quản thường xuyên tuần tra, kiểm tra, đồng thời yêu cầu người dân, hộ kinh doanh ký cam kết không buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ. Chấp hành nghiêm chỉnh là không có buôn pháo, buôn các cái đồ quốc cấm của nhà nước đã gọi là cấm. Các hộ dân giữ liên lạc thường xuyên với tổ an ninh tự quản, tham gia tổ giác tội phạm, giúp lực lượng công an ngăn chặn được một số vụ gây rối trật tự công cộng tại khu vực trung tâm thị trấn trong thời gian vừa qua. Và chúng tôi sẽ thành lập các cái tổ tuần tra ban đêm, đặc biệt là vào các cái thời gian mà ban gần sáng ấy, để phòng chống các cái tệ nạn xã hội có thể xảy ra trong địa bàn trước trong sau Tết. Sự trách nhiệm của lực lượng công an thị trấn cùng với sự hưởng ứng tham gia tích cực của người dân góp phần làm cho tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại thị trấn Ân Thi được đảm bảo, người dân yên tâm sản xuất, kinh doanh. Thưa quý vị, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống của vùng quê đồng bằng Bắc Bộ, tiêu biểu là ngôi đền và ngôi đền cổ có giá trị về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật kiến trúc. Trong những năm qua, chính quyền và nhân dân xã Nhuế Dương luôn quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích. Tọa lạc ở ngay đầu xã Nhuế Dương, đó là ngôi đền cổ được khởi dựng từ sớm và trùng tu vào thời vua Bảo Đại năm 1929. Đền Nhuế Dương thờ ba vị thánh có công với nước là Triệu Việt Vương, Linh Lang Đại Vương và Đô Thống Đại Vương. Trải qua hàng trăm năm lịch sử, đền Nhuế Dương vẫn được địa phương gìn giữ nguyên vẹn, mang nét cổ kính với kiến trúc hình chữ tam gồm 5 gian tiền tế, 3 gian trung tử và 3 gian hậu cung. Các cấu kiện kiến trúc của ngôi đền còn rất đồng bộ và vững chắc, mang đậm nét kiến trúc mỹ thuật thời Nguyễn. Các mảng chạm khắc đẹp với đề tài tứ linh, hổ phù, cảnh sắc thiên nhiên sinh động, thể hiện sự tài hoa của người thợ xưa. Đền Nhuế Dương được xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1995. Ngôi đền này có một cái tâm linh đặc biệt, trong tọa trên một khu vực đất rất là đẹp và rộng, liên kết giữa đình, đền là một khu di tích danh lam thắng cảnh của địa phương. Ở ngay bên cạnh đền Nhuế Dương là di tích cấp quốc gia đình Nhuế Dương, được xây dựng từ thời nhà Nguyễn, thờ ba vị thành hoàng làng. Đây là một trong những ngôi đình có gian đại bái rộng nhất, gồm 5 gian, còn giữ được nguyên vẹn hệ thống cột cùng kết cấu gỗ đồ sộ và dày đặc các mảng chạm khắc tinh xảo hiếm có. Các bộ phì làm kiểu trồng giường xá chiêng, điều khắc phong phú và sinh động, các đề tài dân gian với hình rồng là chủ đạo. Ngôi đình gắn bó với bao thế hệ người dân, trở thành niềm tự hào của người dân xã Nhuế Dương. Gia đình Nhuế Dương hiện nay là đã gắn bó với người dân là để nơi là nơi hội tụ sinh hoạt cộng đồng, và cũng là nơi mà nhân dân đến những cái ngày lễ hội. Tự công khai hóa các cái nguồn xã hội hóa để bảo tồn, bảo tàng và duy trì các cái giá trị cơ sở vật chất. Qua cái thời gian họ bị xuống cấp thì cũng phải nhờ đến cái sự xã hội hóa, sự đóng góp của bà con nhân dân, người hảo tâm. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã Nhuế Dương có kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích quốc gia trên địa bàn xã. Từ bao đời nay, ngôi đền và ngôi đình ở xã Nhuế Dương là địa điểm diễn ra các hoạt động văn hóa, sự kiện quan trọng mang tính cộng đồng, là một di sản văn hóa quý báu tạo nên hồn cốt cho quê hương. Nội dung vừa rồi đã khép lại chuyên mục văn hóa và đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.